Mới quá giờ mới cho dê về này. Dê dê đang về. Đây là thay lông hết luôn rồi chứ. Ừ. Thất lạc rồi. Ừ. Nhớ có một con, có một con. Có mấy con màu vàng. Nhìn như cho con ạ. Ừ. Ở đây mình còn có cho ăn những người dân, người ta nuôi làm gì cho ăn gì đâu. Ban ngày thả ra ăn cái gì ăn, ban đêm về vậy. Mà không bảo đảm đâu. Dê này có quả tai chất lượng này. Dê con này. Đúng đúng. Quả tai con dê này chất lượng không mọi người? Này. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Nam Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Cũng lâu rồi mình không lên đây. Mình thăm dê mọi người ạ. Dê hôm bữa mình có mua 6 con ở trên này. Mình lâu rồi mình chưa lên thăm. Hôm nay là lên đi thăm coi tình hình sức khỏe của đàn dê thế nào nha mọi người. Trời thì mưa rồi đấy. Giờ dê mới về, đợi nãy giờ. Mưa quá giờ mới cho dê về này. Dê đang về. Quá trời, tông quá trời. Ông này chạy nhanh quá, tông vô cả tường ấy. Bữa mình mua mình còn đánh dấu. Đánh dấu hết rồi. Dê đang đi ăn về mưa. Để mình coi con dê mình đánh dấu ở đâu để gọi anh Thế qua hỏi thăm coi tình hình sức khỏe của mấy con dê đấy có ổn định không, có ok không. Yeah, đi tìm coi con dê nào nhỉ. Mình nhớ là hôm bữa nó ở bên chuồng bên này này. Có đánh dấu chữ N với chữ H là Nam Hoàng đấy. Bây giờ anh Hoàng về rồi. Sao nhìn thấy con nào của mình hết gì? Về. Sao ít thế nhỉ? Chưa về hết. Dê đang còn về thêm, chưa về hết. Dê chưa về hết à anh Thế? Hai gành rồi đi. Đi thăm quá nè. Đi thăm dê. Mua dê bữa giờ chưa đi thăm được. Hôm nay phải đi thăm dê. Coi dê tình hình là có thêm được con nào không? Chưa. Tối khỏe không? Bữa có đánh dấu mà đúng không anh? Đánh dấu chữ N chữ H. Chị Sơn lên. Đi tìm lại giờ chưa thấy con nào. Giờ hơi mờ đấy đấy. Dạ? Giờ là hơi mờ đấy đấy. Hơi mờ rồi à? Thế là phải đánh dấu bởi lại. Vì nó thấy cái lóng à. Dạ. Nó bị thay lóng. À, thay lóng. Nó bị thay lóng rồi. Đây phải đánh dấu chỗ khác. Ít bữa đấy là để lấy cái giấy quang cổ. Vâng. Dê ăn về liếm đá đi. Đây. Đã liếm này. Đã liếm này nó liếm tầm 1 tháng. Một cục này tầm 1 tháng. Cái này ở bên này cũng có mà đúng không anh? Ừ, gần nhà có mấy bữa đi tìm có rồi. Đợt bữa phải dưới chỗ công giáp á. Giờ đợt này mua đến nay có rồi. Đây, về đang cho ăn cỏ này. Đây, về cỏ ăn luôn. Ngô. Giờ nó thành thói quen rồi. Ơ hay nó có quay ăn chuồng bên kia không anh? Có chứ. Cả hai chuồng này chưa thông nhau mà. À. Đấy, trời mưa thì anh đóng lại, nhưng mà trời nắng thì anh lại thả cửa cho hai chuồng thông nhau đi luôn. Để ít nữa về hết rồi tìm một lượt. Đang thiếu hay sao, đang thấy ít ạ. Mấy cái con kia nó bị ốm á, thành ra nó đi chậm hơn. Sao mình chưa thấy con nào mình đánh dấu hết nhỉ? Giờ nó thay lông hết nhiều quá ấy. Đây là thay lông hết luôn rồi chứ. Thất lạc rồi. Nhớ có một con, có một con. Có mấy con màu vàng. Con bị đợt bữa bị chết rồi. Đây này con mẹ. Ừ con mẹ này. Đây này. Con mẹ đang đây này. Mẹ này, nhưng mà con bị chết. Đấy. Nó bị phai hết màu luôn mà. Nó bị phai hết màu rồi. Bữa sau phải cột dây như con kia. Con kia mình đang về nhớ chứ mấy con kia kìa. Giờ là không nhận ra được mọi người ạ, là phải lựa lại từ đầu. là phải chọn lại từ đầu rồi. Nên dê là bắt thay lông. Thay lông để không là anh thấy bắt mấy con nào vậy? Anh bắt lại. Xong rồi. Bữa là 6 con nha. Vâng, 6 con. 6 con.
Đây một con gọc quăng cổ đây. Mấy con này để ít ngày nữa là anh bỏ lại cái giấy. Hay là em đóng cái tên Văn Nam vào. Có cái đóng không anh? Hay. Có cái đóng không? Có cái thẻ giống như này đây. Cái thẻ đây. Số à? Ừ, thẻ số này, xong nó ra nữa thôi. Đấy, đấy này, thẻ số này, cái này thẻ số của Quang Linh này. Hoặc là anh sẽ đóng cái số to hơn. Rồi. Ừ. Đóng hai tay. Ờ, đóng một tay số to hơn. Ủa. Vai liều piu. Vai pega kabitu. Meteki. Dê con nó xuống rồi. Này nó về nó đi đường kia luôn. Về cái là có ăn luôn. Ngon. Đây đi ăn về. Đấy, tí nữa này bật lên mấy. Con này mới để ai? Ừ, con này mới để. Ôi, nó đi lọt chân này, gãy chân đấy. Cái này sứa quá ấy. Chứ có thời gian năm lại mà. Nó thừa quá, nó lọt chân nó xuống. Nó lọt. Thành ra nhiều khi mình phát triển được. Yếu rồi. Con này mới sinh mà. Con này mới được hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần. Hay. Bây giờ bỏ bên kia chứ nhật trúng. Bè. Nhìn như chó con ạ. Đi nó bị lọt chân. Lúc nào làm được làm chuông đi. Vâng. Làm chuông thả, đều làm chuông thả chuông có người có người canh. Người canh. Thì mới mới ấy. Để em uống mùa khô. Ừ. Mùa khô là mùa khô vẫn càng ngày càng khó nữa. Nhưng mà càng ngày càng khó. Ừ. Để dưới đây tạm này. Dưới đây có đấy, nước có nguồn thức ăn dồi dào. Đấy ngày khó. Nào anh về cũng cho ăn cả nhưng mà nó vẫn này chỉ kém phát triển nhưng không phải là được giống như Việt Nam đâu. Có bảo vệ cái kiểu canh dễ. Đấy. Mà đấy giờ không có bảo vệ tối đến người ta trộm hết rồi. Ừ. Đây này. Giống như mấy con này mà mình chăn thả kiểu bản chăn thả ở Việt Nam á, nó béo cực kỳ. Đấy, nhưng đây nó vẫn không phải là béo hẳn được. Đúng rồi, không đạt 100% hiệu quả. Không đạt hiệu quả. Tầm 60-70 thôi. Tầm độ 70-80 đến 80. Bởi vì cái thời gian của mình cho nó ăn ở đây ngắn quá. Một sáng tầm 9 giờ mới cho ăn, đến 2 giờ chiều 9, 10, 11, 12, 1, 2 được 5 tiếng. Ở Việt Nam mình đó ăn sáng thả ra, nó ăn thấy tầm độ 7-8 tiếng đồng hồ. Vậy là nó thoải mái á. Ở đây giờ mùa mưa nữa, chiều đến tầm này là phải đuổi vô mọi người. Đấy. Đây, một hơn 1 giờ là anh phải lùa về đây này. Là thành ra cho ăn sáng là 4 tiếng. Mấy tiếng đi mấy. Ừ, sáng cho ăn 4 tiếng. Thành ra nó cũng hiệu quả lắm. Mùa khô thì lại không có nguồn thức ăn mọi người. Mùa khô là cỏ hay là nó chết hết. Bởi vì anh ra chủ yếu cái thời gian này anh phải cố gắng để cho hắn ăn uống cho đảm bảo để cái mùa hè nó đỡ. Mùa hè chứ... là không có cỏ đâu, mùa hè là nó khô hết. Mùa này mà nó gầy, đến mùa hè nữa là méo luôn. Bên này mưa thì... Mùa này có cỏ, mùa hè mình trồng cỏ kia chắc phải mùa hè phải tới. Bên này thì mùa này, mùa mưa thì nó lại bệnh khác. Nó mùa hè nó lại bệnh khác. Mỗi mùa nó có một bệnh. Đấy. Mùa này nó hay bị giống như kiểu con bị lở loét, bị nữa, bị nhiễm trùng á. Mùa mưa nó hay bị nhiễm trùng. Còn mùa hè nó lại bị mắt. Mùa hè bị mắt thì nó đơn giản hơn. Mùa hè nó lại lạnh. Bên này mùa hè mọi người, mùa hè ban ngày thì ra ngoài nắng thì nắng nóng mà chứ đi vô trong nhà cái hoặc là tối đến có hôm cũng lạnh hơn 5-6 độ thôi. Đấy tầm độ này chúng, đấy tầm độ 7-8 độ tầm nữa đấy. 5-6 độ đấy anh, còn nếu mà tầm 2 giờ sáng ấy là được trước là cứ hai trước lên làm video mà tầm 5-6 độ. Kỷ lục luôn, lạnh. May mà bên này lạnh rồi nó không buốt ấy. Lạnh buốt như ở Việt Nam vậy thì cũng ngon toang hết. Ở sát cái máy tôn này là nó lạnh buốt. Lạnh nhưng mà cùng máy là mùa lạnh nó này không mưa. Lạnh mà mùa bượt lắm. Lạnh mùa khô lại lạnh mà mùa mưa thì lại ấm hơn. Khí hậu lại lạ vậy. Chung cho nên là chăn nuôi hay là trồng trọt cái gì nó cũng khó. Thời tiết trồng trọt vào mùa khô đấy có khi lâu bị sương muối cái là đi chết hết luôn mà. Đây. Cây cối là chết hết. Trồng cái rau mà nó vừa lên là gặp sương muối cái là chết hết. Đấy. Đây. Đấy là anh phải kiểm soát thường xuyên hàng ngày cho con mà giờ mà sơ suất cho vài ngày mình mà theo việc khác để ý một cái nó bị bệnh dê bị bệnh mình khỏi xử lý lắm. Mấy con dê này dê lai to rồi.
Đấy là mình cần phải thằng ngay rồi đấy. Nhìn dưới lại với dưới cỏ khác nhau hoàn toàn. Ừ. Con cừu cái to thật. Ừ. Giờ đây là anh Hoa hái đan lại một đấy. Ừ. Về ăn uống, về tập trung ăn uống một tí. Cừu to. Bên này chủ yếu mình giờ chỉ có cho cỏ này. Ừ. Cỏ rồi rau khoai, chuối. Mình là một ít bột ngô. Bột ngô hoặc ngô hạt. Ở đây mình còn có cho ăn với người dân, người ta nuôi ấy, làm gì cho ăn gì đâu. Ừ. Ban ngày thả ra ăn được cái gì ăn, ban đêm về vậy mà không bảo đảm đâu. Nên là dê người ta gầy lắm. Đây này. Con này nó bị đau này, hơi yếu này. Thành ra nó về chấm á. Vâng. Ừ, có là có một sừng nữa này. Bị gãy đấy. Đây này. Này, thế thiệt này nó hay dễ bị nở đây. Vâng. Đây này. Bị này mà mình không để kịp thời là nó bị nhiễm trùng luôn này. Vâng. Đây, chấn điếng được. Bị lỡ ra chân. Ừ, đấy. Đấy là thầy cho. Vâng. Vậy là hàng tháng anh thầy tắm thuốc ấy. Hôm nay lên thăm dê, tình hình kỳ công lắm. Tình hình là mất một con dê con rồi. Lạc hết cả đàn dê rồi, bây giờ là hôm sau rồi để anh thấy cột dây lại. Con nào lựa 6 con xong anh thấy cột dây lại. Thì anh buộc cái dây lại là xong. Buộc dây lại để anh giấu bữa mình không lấy mình sơn lên vậy nó thay lông mọi người. Nó thay lông nên là mất hết sọc sơn rồi. Bởi vì mùa này nó cứ thấy không đổ lóng thành ra nó này thì đây ít bữa anh quăng cái giấy, quăng cái giấy lại là được. Buộc cái giấy là xong. Giống như kiểu dẫn người bạn hầu rồi hãy buộc giấy á. Vâng. Để phân biệt đấy. Mưa là... gió. Mưa. 11 giờ ấy mày. Mới có 1 giờ chiều. Ừ. Giờ 11 giờ chiều. Sáng đi ăn được mấy đâu. Rồi để anh đóng cái cửa lại cho anh đảm bảo cái này. Vừa về hết rồi. Hush. Hush. Ông tối ngủ lại đây mà canh. Tối ngủ lại đây canh dê luôn này. Ôi nó đẻ con kia cứ bị lọt chân xuống này. Bọn nó qua chuồng bên kia đi. Đấy thì chuồng này là để làm lại nhưng cùng trước có thời gian làm này. Cái này phải mùa khô mới làm được, mùa mưa này nhiều việc. Phải là gỗ này đợt này muốn có. Vâng. Mùa này đang bận là nông trại kiểu nữa, mùa khô rồi việc hơn. Đợt này không có cái sạp này thì... để mua thành ra cái gỗ nhỏ này không có. Mùa khô đỡ trồng trọt ít lại. Cho nên là dễ gọi là làm chăn nuôi thì dễ hơn. Để đưa anh đi kiểm ra. Kiểm được gỗ này. Chỉ tội là mùa khô là không có nguồn thức ăn thôi. Chứ còn chăn nuôi mùa khô nó rồi việc dễ tập trung hơn. Mùa này mùa mưa là chủ yếu là làm nông nghiệp mọi người. Mùa này thì mình chủ trọng để cái nông nghiệp nhiều. Chờ mùa khô thì mình lại tập trung về chăn nuôi nhiều hơn. Không có thời gian để ý hơn. Chủ yếu giờ mùa khô là kiếm được nguồn thức ăn nào cố định là ngon. Đấy, về cả đây. Cái cỏ này là cái cỏ mình trồng ấy. Không, cỏ này là cỏ ngoài này. Vâng. Nghe nào biết đi. Cỏ này giống như kiểu cỏ sữa. Được khoảng tầm độ một tháng nữa là hết cỏ này đấy. Hết rồi, hết tháng này là hết. Hết tháng này là hết mưa rồi đấy. Này giờ... là cuối mùa mưa rồi, mấy ngày này là cuối mùa mưa rồi đấy. Đấy là giờ anh tranh thủ bít để cho nó lên lại cây non. Để đến cái đoàn mình là thu hoạch ngô toàn bộ, sẽ thả bò dê ra đỏ rồi ăn. Nhưng mà sợ không kịp đâu anh. Không, còn mấy ngày nữa là hết mưa rồi. Mình cắt xong nó vẫn có cái rau gốc với là hân ầm ầm để ra đấy. Là nó lên lại được. Thành ra mình phải cố gắng tận dụng cái nguồn thức ăn. Tầm này năm ngoái là em qua đây này. Được năm rồi đấy. Qua đây chưa gần được tròn năm, ngày mai ngày mốt là tròn một năm rồi đấy. Như là tháng 3 hè. Vâng. Nửa tháng 3. Là em qua đây đấy. Tầm ngày 17 em bay tháng, qua đây. Tháng 4, tháng 5. Anh sau em qua tầm 3 tháng. 17 là em bay qua đây rồi. Đấy. Bay qua đây cái là chỉ cần 2 tuần là hết mưa mà. Là coi như là hết tháng này, hết tháng 3 này đến tháng 4, phát đầu tháng 4 cái là khác hẳn rồi. Đợt anh sang tháng 5 là ở vùng này là khô cằn luôn mà. Vâng, khe hết luôn. Đầu tháng 4 này, đầu tháng 4 cái là không còn mưa luôn. 6 tháng không có một giọt mưa. Hết tháng 3 này là xong rồi đấy. Đây đến kia giống như kiểu em làm trang trại được biến đổi thì mua cứ
số lượng đang ít thì mua cục hai cục treo được lâu. Vâng. Ừ. Nếu có mấy con thì treo còn lâu mới hết được. Hẳn cái này để cho hắn tăng cái sức đề kháng á. Vâng. Kháng sinh khoảng chất trong á. Hay. Thật chế tạo ra cái đá liếm này hay. Ừ. Đi ăn về cái là đấy rồi. Anh dê bên kia mấy con dê lai nhìn sừng to. Anh treo cho cả bò cả dê mà. Bò ăn cái này anh? Bò cùng bò là liếm. À. Ừ. Này, cho ứng đi coi quá bò. Đợt sau mà mua bò. mua con bò đi chăn bò. Thất nghiệp, không còn nông trại trên không. Đấy là không có nước mọi người. Mua khô là khả năng phải dễ suối kia. Khả năng phải cho bò xuống dễ suối con ở đấy. Mùa khô ở trên em là đâu trồng gì được đó. Ừ. Mùa khô trên đấy là không có nước. Đấy chỗ em đất chân khô ạ. Đất nó không có nguồn nước, đất không cao. Có nguồn nước không ấy được. Tại vì ở đấy trên đỉnh đồi. Ừ. Giống như bọn anh đấy mà có nước đó mà vẫn không đảm bảo mình á. Mùa khô có nước thì có nước chứ cũng không trồng được nhiều đâu. Chỉ trồng được mấy cây xung quanh ở đây thôi. Vừa nắng vừa lạnh. Mùa nó, ban ngày thì nó nắng gắt nha mọi người, mà ban đêm nó lạnh. Ừ. Khó trồng cây á. Tha mà nắng thì mình có thể tưới, nhưng mà nó lạnh này thì chịu, nó không phát triển được. Ban đêm nó lạnh nhiều khi đâu phát triển được rau đâu, rau nó cũng quẩn hết. Đấy. Chậm á. Mùa lạnh thì khả năng mình trong bắp cải quấn. Bắp cải đây, năm ngoái hình như anh Nhân cũng trồng bắp cải mùa đấy, mùa khô cũng trồng được. Có nước là trồng bắp cải. Đêm đến nó lạnh ấy, nó cuộn về. Bởi vì hoa quả đó nó hợp với cái tiết lạnh đấy. Đấy, kia. Mùa khô không có trồng nông nghiệp được là chắc xuống đây mua con bò này đấy. Rồi mấy con dê nữa. Ngày nào cũng đi chăn là được. Đi chăn bò, chăn dê. Chứ giờ mùa khô có làm được gì đâu, nông nghiệp ấy. À, hoặc là mua gà. Nuôi gà. Nhưng mà gà với ấy chăn nuôi cũng phải có nước nữa. Gà nước thì giống như em có nước giếng, bởi vì hắn tồn mấy. Ừ, giếng ở trên đấy đến mùa khô cũng chắc cũng không có nhiều đâu. Ừ, không biết đâu. Mùa khô cái đấy giếng ở trên đồi mà, cho nên là đến mùa khô sợ là nó sẽ không có nước. Nuôi được mà có nước thì được, có nước thì làm cái nhà cho mọi người đấy là canh. Nuôi mấy con gà bắt lên dê lên đấy. Nuôi được con gà sáo đề kháng cao hơn. Vâng. Đảm bảo. Gà sáo thấy bên này người ta bán đầy. Đặt hơn gà kia. Đặt hơn gà thường mà. Đặt hơn gà thường. Trứng nó cũng mắc hơn. Ừ. Trứng một cái như gấp vài gấp 3. Gấp 3. Gấp 3 trứng gà thường. Kiếm đàn nuôi đàn gà, đàn dê, kiếm con bò đi chăn. Mà đó. Để thôi. Giống như kiểu bình yên đi. Dê nhìn ăn no không? Đấy. Đứng nóng. Về ăn tí tí nữa đây. Nhây lại. Cái này nó ăn đợt này là xong rồi đúng không mày? Ừ, nó ăn xong rồi tí nữa nó nhây lại là ăn cái của rơi vải này. Thì bỏ thêm ít muối nè. Con dê này có quả tai chất lượng này. Ừ. Dê con này. Đúng. Quả tai con dê này chất lượng không mọi người? Này. Tai hai bên này trắng. Cái con này đợt mà nhỏ nhỏ ở bên nữa mà nó trắng cái tai luôn đây. Vâng. Anh đem sang đây đấy. Hay. Đốm mồm, đốm tai này. Dế bò ở đây thì nhiều màu lắm, nhiều màu sắc ạ. Không phải như của Việt Nam. Việt Nam thì nó kiểu chỉ có mấy màu ấy, bên này đủ hết. Việt Nam ít màu ra đấy, nhiều màu lắm. Đấy. Chắc hôm nay mình cũng lên đây, mình cũng kết thúc video. Lên đây chủ yếu là thăm lại đàn dê mà giờ bị lạc mất. dê nó thay lông cái là cái sơn của mình ấy. Cái sơn của mình sơn xong rồi nó phai hết rồi. Cho nên là hôm sau phải kêu anh thấy cột dây lại. Lại giấu cho 6 con. Để lâu lâu còn xuống hoặc thăm là, hoặc muốn cho đẹp thì ra mua mấy cái vòng cổ giống như kiểu đeo cho chó á. Lắc chuông quá. Ê, lắc chuông vào. Là đẹp thôi. Với lại tình hình là mất một con dê con. Một con dê con yếu á. Mua 6 tăng 1 đi. Mua 6 tăng 1. Chứ vẫn còn 6. Giờ lại còn 6. Không mất, không lời cũng không lỗ. Quay về mức ban đầu. Để hôm sau chọn lại. Hôm sau mình chọn con nào mà đang gần đẻ đấy cho nó lời. canh con nào mà bụng to to ấy, chọn. Bây giờ kết thúc video. Mọi người thấy video này hay thì nghĩa like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Giờ để tính toán làm sao mùa khô lên đấy làm cái chuồng. Vẫn tầm tháng nữa thôi mọi người. Làm cái chuồng
Trời. Với lại làm nhà để cho em với anh canh, giờ không trồng trọt được thì nuôi mấy con gà mấy con dê thôi. Mùa khô mình lại chuyển hướng thôi. Chuyển hướng, nuôi mấy con gà mấy con dê. Có điều kiện nữa thì sắm lấy được cặp bò thì ngon. Kiểm cái nhà anh nào mà ở gần trang trại luôn. Vâng. Để cho họ làm nhà luôn. Làm lấy không nhà làm nhưng mà nhà họ gần đó sẽ tốt hơn. Thì hầu như ở đấy bạn đấy, bạn ở dưới cây trình tề đi từ đấy lên tầm một cây mấy cây hơn cây thôi hầu như với bạn ấy. Cho nên là phải làm nhà rồi làm chuồng trại cho anh ở trên đấy dê. Mùa khô thì nó không có mưa nên không lo. Có thể để ở ngoài trời làm cái chuồng ngoài trời được, lợp cái mái sơ sơ lên thôi, làm kiểu giống như kiểu về bản chân thả nó quay một chỗ đấy, bạn người ta cũng chăn vậy thấy cũng ok. Chứ giờ mà làm nhà lên bầy tiền đâu mà làm. Nhà như này làm tốn kém lắm. Có tiền sắm thêm hai con bò nữa là đẹp. Đấy, nuôi hai con bò với đàn dê. Cố gắng làm sao cho lên tầm chục con, kiếm ít tiền nữa mua thêm 4-5 con nữa cho lên chục con. Hai con bò, hai đàn con gà, đàn ngan. Vậy thôi. Với lại trồng ít rau sau nhà nếu mà có nước ấy. Hai con bò khoảng hơn 1 triệu won. Wow. Hai con bò mắc lắm ấy. Kiếm một con đây con cái. Hai con bò là mấy chục triệu ấy mọi người ạ. Không phải đơn giản đâu. Thôi cứ tính vậy thôi. Chưa biết khi nào mới có.